Nếu trong nhà mà có trẻ con thì bố mẹ hãy sát lưng câu thần chú sau đây nhé. Đồng cảm, đồng hành, dẫn dắt. Nghĩa là thế nào? Đồng cảm, chúng ta cho trẻ thấy chúng ta hiểu cái cảm xúc của trẻ, giúp trẻ nhận diện gọi tên cảm xúc đó ra. Mẹ biết là con đang rất buồn, hay mẹ biết là con đang rất là tức giận. Thậm chí cho trẻ thấy là mình cũng đã từng có những cái trải nghiệm như thế, mình có những cái cảm xúc như thế. Sau đó thì chúng ta đồng hành cùng với trẻ. Nghĩa là chúng ta phải đi trên cùng cái con đường của trẻ, ngồi xuống cạnh trẻ, thậm chí là copy lại cái tư thế, cái hành vi của trẻ. Ví dụ trẻ nó đang nằm xuống đất, nó ăn vạ, nó dãy giụa thì mình cũng nằm xuống, nếu mà trong nhà nhá, dãy giụa, đập chân, đập tay, để cho trẻ thấy cái việc mà nó dãy giụa, đập chân, đập tay nó bình thường thôi, không có làm mình ảnh hưởng gì cả. Thậm chí mình còn phát hiện ra là ô vui ra phết, đập chân, đập tay này thoải mái quá. Và sau đó thì trẻ nó sẽ bị nhãn ra khỏi cái hành vi nó đang thực hiện. Rồi bắt đầu chúng ta mới dẫn dắt trẻ. Chúng ta hướng trẻ sang một cái hành động, một cái hành vi khác tích cực hơn. Chúng mình duỗi chân duỗi tay ra. Ôi mỏi quá, duỗi chân duỗi tay ra thật là dễ chịu. Và lúc đó thì trẻ con nó rất dễ bị thu hút sang những cái hành vi, những cái hoạt động mới. Cùng cô Lê Huyền bắt bệnh nuôi dạy con.